Bản này chúng ta học một số lệnh cắt hình đây, ví dụ hình vuông đây, hình tròn đây, trong này là có nhiều mẫu hình có sẵn này. Các bạn có thể vào đây lấy ra ngôi sao này. Khi chúng ta muốn cắt, ví dụ giả dụ như chúng ta cắt cái vòng tròn này và cái hình vuông, hình chữ nhật này, hình vuông này, chúng ta chọn hai đối tượng ha, để tô màu nha, anh em dễ phân biệt. Rồi chúng ta cắt này, cắt là cắt cái vị trí này này, vị trí giáp nhau á, chồng lên nhau á, chúng ta chọn hai đối tượng đây, các kiểu cắt đây. Đấy. Ctrl Z lại này, cắt bên này là đấy, đây đây, cái này nó phải nằm dưới. Đó, nó đã bị cắt rồi. Đó, bây giờ mình cắt này, chọn hai đối tượng là cắt cái phạm vi giao nhau á, các bạn thấy chưa, cắt ra được một miếng này. Đó. Đây là nối này, nối hai hình lại này. Đó. Các bạn tùy theo cách làm của mình ha. Lệnh cắt thì là có vậy thôi, cũng hay dùng á. Như bạn cắt cái vòng tròn, cái ngôi sao này ha, cắt lũng ngôi sao này và ở giữa thì chúng ta chọn lệnh cắt ở giữa. Đây. Ra. Đây. Đây, lúc này lũng này, nó lũng ngôi sao ha. Ở trong đây có một số công cụ có sẵn này, chúng ta có thể lấy ra để dùng. Nó có mũi tên đen đen nhỏ nhỏ đây, mũi tên này, rồi nhấp vào đây. Đây là các công cụ có sẵn ha, các bạn cứ lên đây tìm đây. Đó. Đó. Hình rất là nhiều nha. Trong quá trình thiết kế thì bạn cũng đôi lúc cũng cần những cái hình mà cái vector mà biểu tượng mà có sẵn để chúng ta làm cho nhanh ha. Cho nên chúng ta cũng cần phải lấy từ trong cái tư liệu của phần mềm Corel ra để chúng ta làm, không mất công vẽ. Đây. Có rất nhiều. Các bạn chỉ có tìm này, trong này rồi sau này mình sẽ quen là biết nó nằm ở đâu. Ta cứ mày mò là sau này sẽ biết nó nằm ở đâu ha. Đó. Những cái này thì vòng tròn nó được khép kín nên bạn có thể tô màu thoải mái ha. Rồi có một chỗ công cụ mà chúng ta lấy nữa, đó là trong Wheatling symbol ha. Chúng ta vào test nè, insert character này, hoặc Ctrl F11 này. Chúng ta mở insert character này ra ha. Bạn tìm cái chữ Wheatling này nè, trong này nó có này, các biểu trưng này, mình chỉ lấy ra mình dùng thôi. Đó. Rất nhiều nha. Wheatling 1 này, Wheatling 2 này. Wheatling 2 là các ngôi sao, đồng hồ này. Đó, các bạn cứ tìm trong này. Wheatling 3 này, mũi tên này. Ta thì chỉ cần kéo thả nó ra thôi ha. Cái này nó nằm trong bộ phông chữ nha, các bạn cài bộ phông chữ vào nó có đó. Những đối tượng này chúng ta đều có thể tô màu được nha, tô màu thoải mái nha. Đây là các ton người ta vẽ sẵn rồi trong bộ phông chữ á, tô màu thoải mái hơn. Rồi đây là một số cái công cụ mà vẽ này, nhưng mà cũng ít, chúng ta cũng ít dùng. Để các bạn khám phá trong này ha. Ví dụ như viết chữ chẳng hạn, ví dụ các bạn viết chữ, bạn nào khéo tay muốn viết chữ thư pháp cũng tầm tạm á, ví dụ gì? Đây là nét cò này, kiểu nét cò này. Có nhiều thứ cũng vui trong này lắm, các bạn có lấy ra nghịch ha. Đây là vẽ những cái cành cây hay gì đây này. Đó, giống như lông vũ nè. Chúng ta nghiên cứu cái này để sau này làm mà đụng vào thì cũng khó mất công vẽ. Đó. Ví dụ cái này bạn vẽ cái vân gỗ chẳng hạn, chúng ta lấy ra cho nó nhanh. Ví dụ các bạn giả vẽ cái miếng gỗ chẳng hạn, chúng ta làm cho nó nhanh. Đây là cái thùng sơn. Đây ha. Một số họa tiết của nó này. Các bạn cứ tìm trong này nè, nhiều thứ linh tinh. Mình thì mình ít dùng mấy cái này lắm. Rất nhiều thứ. Để phóng lớn màn hình các bạn lăn chuột, lăn cái con xoay trên chuột nha. Đây là bộ công cụ vẽ ha, cái này mình đã giới thiệu rồi. Đây là toàn bộ là cắt này, gom này, cũng không có dùng nhiều. Chủ yếu là chúng ta dùng, thiết kế là chúng ta dùng. Đây, sửa đường vẽ, phóng lớn phóng nhỏ thì chúng ta lăn chuột rồi. Đây là nét vẽ vector, chúng ta thường hay dùng vẽ vector. 3 công cụ thường là chúng ta vẽ lấy điểm này, là cái này, lấy điểm này, điểm này, lấy khung. Đó. Cái này là phải thường dùng để chúng ta định hình một cái khung, một cái tờ rơi, hoặc là một các cái viết, hoặc là một bảng biển gì đó, chúng ta cần vẽ khung. Là cái này có gì? Về cơ bản phần mềm thì nó không có gì hết. Nó chỉ có những cái chức năng như vậy thôi để chúng ta làm thôi. Chủ yếu là chúng ta tư duy để chúng ta làm thôi. Bài hôm nay chúng ta chỉ giới thiệu một số hình mẫu vậy thôi ha. Các bài tiếp theo là chúng ta bắt đầu vào vẽ theo mẫu luôn ha. Vẽ theo mẫu một tấm hình luôn ha, để chúng ta làm quen luôn và đi vào thực tế luôn ha. Về các công cụ phần mềm thì giống như mình đã giới thiệu sơ qua rồi đó, nó chỉ có nhiều đó thôi. Các bạn xem video tiếp theo nha. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ cụ thể luôn, tập vẽ vector. Rồi sau đó chúng ta bài tiếp chúng ta học thiết kế luôn. Các bạn xem video nhớ đăng ký chia sẻ giùm mình ha.